chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Liên. Thì hôm nay có giao cái máy sới đất trâu vàng về chỗ Tân Lạc. Chỗ Tân Lạc qua về. Giao kéo gì cũng được chị. Đấy, thì đây là dòng máy sới chạy dầu 1.3 của trâu vàng. Đấy, xuất xưởng năm 2021 này. Đấy, xuất xưởng năm 2021 này. Đấy, trọng lượng 88 kg, công suất là 5.5 ngựa, 3.000 vòng trên phút. Độ sâu sới là 100 mm, độ rộng sới là 1 m. Ngược lại chân thật. Máy thì có hai số tiến, một số lùi. Không, đây nó nặng lắm. Đề mà xuống ruộng này làm nó nhân hỏng. Đề nó xuống ruộng nó nhân hỏng chị. Nước vào ấy. Để nó cây các thứ nó đề nó mau hỏng. Chỗ còn có một con mấy đấy, con đề đấy đúng không? Đúng rồi, 186 chị. Con này nó hơi nặng. Mà đề giờ nó không cần thiết đâu. Ai biết đâu được. Em giật một tay vẫn được mà. Máy này không có đề. Vâng, con này giật tay thôi, nó như kiểu máy cắt cỏ ấy. Có dầu chưa? Có dầu, có nhớt đầy đủ đấy chị. Không biết là dầu máy còn không. Lúc sáng thử máy rồi. Ừ, có đấy. Mấy cái mối hàn này phải hàn lại chứ? Không, hàn chắc rồi chị ạ. Không nhả đâu. Tiến hành lắp cần số vào. Cứng quá. Được đấy. Tôi tâm trạng là nó lắp cắt côn. Nói chung là cái gì mà bà con kêu nhưng kiểu nó bị lỗi gì thì cải tiến thêm thôi. Như hôm bữa nó bị nhảy vào cái số lùi này. Số lùi trước nó nằm ở dưới. Giờ lên phía trên là nó không nhảy nữa. Tách biệt ra. Thử anh nói. Rồi đây, sau đây tiến hành sới thử cho bà con luôn. Thế là
lần nhiều thôi. Tại vì là cái này còn có cả cỏ gì này, nên là khó xuống. Cái đất này thì thế là đổ 1 đến 2 lần xong rồi. Hoặc là chị muốn sới một lần mà lên luống luôn ấy, thì chị đi thật chậm là chị tì cái máy xuống là nó sới sâu. Thôi chị đi chậm thôi. Một là chị đi nhiều lần thì nó đều hơn, còn hai là chị đi chậm nó quay sâu. Anh cứ vào đáy thử thôi.
thả con nó dừng lên ạ. À.